Đây là bằng chứng tham hữu chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra khi cần. Với mọi người có lưu ý không nên tiếp tay cho những kẻ làm trái pháp luật, ức hiếp người dân. Thank you.
lấy lại làm căn cứ để đi xuống chế, mặc dù ủy ban nhân tỉnh đã nêu rõ cần xử lý kiểm điểm tổ chức cá nhân quá sai phạm dẫn đến thiệt hại cho toàn dân mặt đường số 1 và gia đình chúng tôi, tiền của nhân dân bị cắt xén đi đâu, đất và tài sản của chúng tôi chưa được đền bù đúng pháp luật. Vậy mà mấy kẻ làm cái ông đó lại chưa phải kỷ luật theo quyết định của tỉnh mà vẫn còn là như lại lượn bàn tay đến đây để tàn phá tài sản hợp pháp của chúng tôi. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc làm giả chữ ký trên biên bản kiểm đếm, trong khi đó lại có người mới mua ao của người khác 52.000 người nay đã chuyển quyền sử dụng hay chưa, mà chỉ liền kề với đất của người mua không liền kề với đất của người bán. Hiện nay vẫn còn ao lại được bồi thường là đất ở, đã được xin vẫn được cả tiền mặt nước hơn giá đất, có nhà không có đất bị thu hồi mà lại được rất nhiều tiền, mà đảng viên đã ý kiến rồi mới vạc tường ra cát lại để che mắt người dân, có nhà thì vạc sượt phí yên cũng được hơn 100 triệu. Như vậy thì không bằng đâu, điều này đã đoạn là gửi tiền chia nhau. Đây là bằng chứng tham nhũng chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra khi cần. Nói mọi người có lương tri không nên tiếp tay cho những kẻ làm trái pháp luật ức hiếp người dân. Thank you.
Đối với những người chưa mất hết nhân thi, chúng tôi rất ủng hộ việc thu hẹp để mở rộng con đường. Nhưng chúng tôi phản đối cưỡng chế ngày hôm nay như sau. Căn cứ quyết định cưỡng chế ngày hôm nay là quyết định thu hồi đất, trong khi đó biên bản kiểm đếm để ra quyết định thu hồi đất có dấu hiệu làm giả chữ ký của chúng tôi, đồng thời dùng biên bản giả đó để ra quyết định thu hồi đất. Đây là dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc làm giả chữ ký nêu trên văn bản kiểm đếm nói trên. Mặt khác, liên tiếp 5 quyết định cưỡng chế trước đây dùng để thực thi quyết định thu hồi đất này đã bị hủy bỏ. Ủy ban nhân dân huyện đã thừa nhận trong quá trình thực hiện thu hồi đất chưa đảm bảo trình tự thủ tục bồi theo quy định tại nghị định số 69 của chính phủ. Như vậy, quá trình khiếu nại của các gia đình chúng tôi là hoàn toàn đúng. Do đó, cấp có thẩm quyền đã xác nhận và hủy bỏ 5 quyết định cưỡng chế trước đây. Áp dụng theo nghị định số 33/CV thì ủy ban nhân dân huyện phải hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành. Trong khi đó, quyết định thu hồi đất đã bộc lộ hàng loạt sai phạm như sau. Trước khi tiến hành quyết định thu hồi đất, công giao cho người dân bản đồ chứng nhận bỏ đất để người dân được biết, công giao bản chữ tay tài khoản trên đất, không cho dân được biết, được bàn, được họp để lưu ý kiến của người có đất bị thu hồi là trái quy định của pháp luật, không xác định đúng loại đất mặc dù đất ở của gia đình tôi được ghi rõ ở cửa 76 là mặt đất ở nông thôn trong bản đồ tờ số 26. Không xác định đúng trước đất theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận và quy định trạm đang sử dụng có cảnh phía tây là 13 mét mà hồ đường có 98 là trái pháp luật. Quy định thu hồi đất khi chưa quyết định thu hồi đất khi chưa xác định mốc thu hồi và diện tích thu hồi, quyết định thu hồi đất và nhà dân đã phải bồi thường tiền đất mà không bồi thường nhà ở trên đất hợp pháp là ăn mất tiền của người dân, làm méo mó con đường sẽ gây tai nạn cho dân qua đường và các gia đình chúng ta lay lại làm căn cứ để đi cơ chế. Mặc dù ủy ban nhân tỉnh đã nêu rõ cần xử lý kiểm điểm tổ chức cá nhân có tai nạn để lấy thiệt hại cho toàn dân mặt đường số 1 và gia đình chúng tôi, tiền của nhân dân bị cắt xén đi đâu, đất và tài sản của chúng tôi chưa được đền bù đúng pháp luật. Vậy mà mấy kẻ làm trái pháp luật đó lại chưa phải lượn theo quyết định của tỉnh mà vẫn còn nhẫn nhơ lại lượn bàn tay đến đây để tàn phá tài sản hợp pháp của chúng tôi. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc làm giả chữ ký trên biên bản kiểm đếm, trong khi đó lại có người mới mua ao của người khác năm 2010 nay đã chuyển quyền sử dụng hay chưa, mà chỉ liền kề với đất của người mua không liền kề với đất của người bán. Hiện nay vẫn còn ao lại được bồi thường là đất ở, đã được thêm vẫn được trả tiền mặt nước nuôi cá nữa. Có nhà không có đất bị thu hồi mà lại được rất nhiều tiền, mà đảng viên đã ý kiến rồi mới vạc tường ra cát lại để che mắt người dân. Có nhà chỉ vạc trượt ký viên cũng được hơn 100 triệu, như vậy thì không bằng đâu. Điều này đã rõ là gửi tiền chi nhau. Đây là bằng chứng tham nhũng, chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra khi cần. Nói mọi người có lưu ý không nên tiếp tay cho những kẻ làm trái pháp luật ức hiếp người dân. Với toàn thể bà con trong làng, với những người từng trình là trong đoàn cưỡng chế, với những người chưa mất hết nhân thi, chúng tôi rất ủng hộ việc thu hồi đất để mở rộng con đường. Nhưng chúng tôi phản đối cưỡng chế ngày hôm nay như sau. Căn cứ quyết định cưỡng chế ngày hôm nay là quyết định thu hồi đất, trong khi đó biên bản kiểm đếm để ra quyết định thu hồi đất có dấu hiệu làm giả chữ ký của chúng tôi. Cưỡng chế, với những người chưa mất hết nhân thi,
chúng tôi rất ủng hộ việc mua đất để mở rộng con đường, nhưng chúng tôi phản đối cưỡng chế ngày hôm nay như sau. Căn cứ quyết định cưỡng chế ngày hôm nay là quyết định thu hồi đất, trong khi đó biên bản chuyển đến để ra quyết định thu hồi đất có dấu hiệu làm giả chữ ký của chúng tôi, đồng thời dùng biên bản giả đó để ra quyết định thu hồi đất. Đây là dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc làm giả chữ ký nêu trên văn bản chuyển đến nói trên. Mặt khác, nguyên chức năng quyết định cưỡng chế trước đây dùng để thực thi quyết định thu hồi đất này đã bị hủy bỏ. Ủy ban nhân dân huyện đã thừa nhận trong quá trình thực hiện thu hồi đất chưa đảm bảo trình tự thủ tục bồi thường theo quy định tại nghị định số 69 của chính phủ. Như vậy, quá trình cứu nạn của các gia đình chúng tôi là hoàn toàn đúng. Do đó, cấp có thẩm quyền đã xác nhận và hủy bỏ năm quyết định cưỡng chế trước đây. Áp dụng theo nghị định số 3CP thì ủy ban nhân dân huyện phải hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành. Trong khi đó, quyết định thu hồi đất đã bộc lộ hàng loạt sai phạm như sau. Trước khi tiến hành quyết định thu hồi đất, không giao cho người dân bản đồ chứng thực thừa đất để người dân được biết, không giao bản kiểm tra tài sản trên đất, không cho dân được biết, được bàn, được họp để lưu ý kiến của người có đất bị thu hồi là trái quy định của pháp luật, không xác định đúng là đất, mặc dù đất ở của gia đình tôi được ghi rõ ở cửa 76 là loại đất ở nông thôn trong bản đồ tờ số 26. Không xác định đúng kích thước của đất theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận vào khi hiện trạng đang sử dụng có cạnh phía tây là 10m mà chỉ bồi thường có 98 là trái pháp luật. Quy định thu hồi đất khi chưa quyết định thu hồi đất khi chưa xác định mốc thu hồi và diện tích thu hồi, quyết định thu hồi đất vào nhà anh Hưng đã phải bồi thường trên đất mà không bồi thường nhà ở trên đất hợp pháp là ăn mất tiền của người dân, làm méo mó con đường sẽ gây tai nạn cho dân qua đường và các gia đình chúng ta lay lại làm căn cứ để đi cưỡng chế. Mặc dù ủy ban nhân tỉnh đã nêu rõ cần xử lý kiểm điểm tổ chức cá nhân có sai phạm dẫn đến thiệt hại cho toàn dân mặt đường số 1 và gia đình chúng tôi, tiền của nhân dân bị cắt xén đi đâu, đất và tài sản của chúng tôi chưa được đền bù đúng pháp luật. Vậy mà mấy kẻ làm cái ông đó lại chưa phải kỷ luật theo quyết định của tỉnh mà vẫn còn là như lại luận bàn tay đến đây để tàn phá tài sản hợp pháp của chúng tôi. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc làm giả chữ ký trên biên bản chuyển đến, trong khi đó lại có người mới mua ao của người khác 52.000 người lấy đã chuyển cưỡng chế. Mặc dù ủy ban nhân tỉnh đã nêu rõ cần xử lý kiểm điểm tổ chức cá nhân có sai phạm dẫn đến thiệt hại cho toàn dân mặt đường số 1 và gia đình chúng tôi, tiền của nhân dân bị cắt xén đi đâu, đất và tài sản của chúng tôi chưa được đền bù đúng pháp luật. Vậy mà mấy kẻ làm trái pháp luật đó dừng lại dừng chưa phải kỷ luật theo quyết định của tỉnh mà vẫn còn nhẫn nơ lại nhập bàn tay đến đây để tàn phá tài sản hợp pháp của chúng tôi. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc làm giả chữ ký trên biên bản kiểm đếm, trong khi đó lại có người mới mua ao của người khác 52.000 người nay đã chuyển quyền sử dụng hay chưa, mà chỉ liên kề với đất của người mua không liên kề với đất của người bán. Hiện nay vẫn còn ao lại được bồi thường là đất ở, đã được thêm vẫn được trả tiền mặt nước nuôi cá nữa. Có nhà không có đất bị thu hồi mà lại được rất nhiều tiền, mà đảng viên đã ý kiến rồi mới vạc tường ra cát lại để che mắt người dân. Có nhà chỉ vạc trượt phí yên cũng được hơn 100 triệu, như vậy thì công bằng ở đâu? Điều này đã rõ là gửi tiền chia nhau. Đây là bằng chứng tham nhũng chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra khi cần. Với mọi người có lưu ý không nên tiếp tay cho những kẻ làm trái pháp luật ức hiếp người dân.
Thank you.
làm nếu